Ban sáng chúng ta học về cái khổ thì tám cái khổ sinh lão bệnh tử. Con chúng ta đã nghe qua cái ái biệt ly, oán tán hội, cái cầu vấn đắc, còn cái chót đó là ngũ uẩn thủ khổ. Ngũ uẩn thủ khổ, ngũ uẩn chính là cái thân này, thủ tức là bám víu, grasping, mình bám vào cái ngũ uẩn này cho nên nó sinh ra cái đau khổ. Đó. Thì ở đây chỉ giảng sơ qua cái đó thôi, thì đáng lẽ là sáng là phải giảng hết rồi. Chúng ta chưa học qua ba cái khổ trước, ba cái khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì nghe những cái từ đó nó hơi khó hiểu. Thì khổ khổ là cái gì? Trong những sách bình thường đó là khổ chồng lên cái khổ, khổ 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 rồi còn khổ thêm nữa. Không phải vậy, chứ khổ khổ đó tiếng Anh đó tức là tiếng Phạn là sukha sukhata, tức là khổ khổ là sao, tức là dịch đơn giản là những khổ thông thường, ordinary suffering. Khổ khổ là ordinary suffering. Cái khổ đó là gì? Sinh, già, bệnh, chết, nhức đầu, đau bụng, sổ mũi. Tức là trong 8 cái khổ đầu đó thì 7 cái khổ đầu đó, sinh, già, bệnh, chết, oán tắng, hồi khổ, ái thì đi khổ, có bất đắc khổ. Cái đó ai nhìn cũng biết rồi. Thì 7 cái đầu đó gọi là khổ khổ, tức là ordinary suffering. Mình người ta chửi mình, ai nhìn nó cũng thấy khổ đó, những cái khổ thông thường. Còn cái thứ nhì đó là hoại khổ. Hoại khổ tức là cái khổ của sự biến hoại. Con người nó làm bằng tứ đại, đất nước do lửa. Khi mình ăn vào đó, tức là mình cho cái đất, đồ cứng là đồ đất, mình uống là nước, gió là không khí, nếu bịt mũi là chết. Lửa tức là mùa đông mà không có sưởi đó thì mình không có lửa, mình chết. Cho nên con người mình là cần đất nước gió lửa, mỗi ngày mình phải ăn uống. Thì cái khổ thứ nhì là hoại khổ, tức là cái khổ của sự biến hoại. Tiếng Anh đó là suffering produced by change. Hoại khổ, suffering produced by change, thay đổi thì mình khổ. Thay đổi là sao? Thì cái này đó là nó biến chuyển. Thay đổi tức là người ta mới nói người ta thương mình, rồi sao? Sau đó mấy tháng sau, mấy năm sau, người ta nói người ta không thương mình nữa, là khổ. Nó thay đổi. Hoặc là tất cả cái gì nó tàn hoại, nó biến hoại, nó thay đổi để nó đi đến cái sự tàn hoại, là nó làm cho mình đau khổ. Như mình đang già, mình thấy già mình đang tưởng khổ, nhưng mà thật ra không phải. Mình đang già từng giây, từng phút, thì cái khổ đó mình không có thấy. Đến khi mình lụ khổ rồi, mình nói, ồ, bây giờ khổ quá, nhưng mà tiến trình nó đi, nó từ từ mình không có thấy. Thì cái đó gọi là hoại khổ, nó vi tế. Giống như mình bị căng xe rồi đó, mình khám bệnh, người ta nói, ồ, ông bị căng xe đó, trời ơi, mới năm ngoái tôi còn khỏe à. Đấy, còn đi du lịch, đi nhảy đầm, đi chơi đủ thứ, bây giờ căng xe rồi, sao kỳ vậy? Sao kỳ lạ vậy? Thì cái đó nó là nó hoại khổ. Tại vì từ lúc mà năm ngoái tới năm nay đó, cái cơ thể của mình nó biến chuyển từng giây từng phút mà mình không hề hay biết. Mình không biết gì hết. Mình có cái thân này, cái gì nó đang xảy ra trong bụng, trong đầu, trong tim, trong gan, mình không biết một chút xíu nào hết, quý vị. Có phải mình sống trên lò lửa không? Không biết. Không biết gì hết, mình hoàn toàn vô ý thức về cái gì chạy trong thân thể này. Nó đang xảy ra, biến chuyển từng giây từng phút, nó là hoại khổ. Nó đang đi vào cái sự tàn hoại. Và vì cái hoại khổ này mới dẫn mình đi tới cái chết. Đó. Thì cái khổ, khổ thứ ba là hành khổ. Hành khổ là gì? Là cái khổ do tính chất tạm bợ của các pháp hữu vi. Hành là các pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Hữu là có, vi là nhỏ xíu. Tất cả các pháp này nó đều do những cái nhỏ xíu, những cái phần tử nó ráp lại, cái part, cái phần nó ráp lại. Đó.
Thì mình đây là hành khổ, đây đó là tất cả những cái gì nó ráp lại. Thì đặc biệt tất cả đồ là đều ráp lại hết. Cái gì cũng do nhiều thứ ráp lại. Đó là hành đó. Thì hành ở đây nó chuyên về, nếu mà nói về cái khổ là Đức Phật nhấn mạnh về cái ngũ, ngũ uẩn. Tại vì mình, cá nhân mình thì gọi là mình, là tôi đây đó, là do năm thứ ráp lại. Năm thứ đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mi. Đó. Thì hành khổ là gì? Là cái suffering produced by the state of conditioned things. Đó. Tức là những cái gì mà nó condition, nó nhân duyên giả hợp thì nó dẫn tới cái khổ. Thì cái khổ chính là cái ngũ uẩn này. Tại vì mình do năm uẩn hợp lại. Trên năm uẩn này đó luôn luôn nó chờ cơ hội để nó tan rã, nó tách rời nhau ra, tại vì nó không có dính một cục. Cho nên người ta quý cái gì chắc lắm, mà đời người ta quý cái gì chắc lắm. Cái gì mà bền chắc thì mắc tiền, quý vị. Có cái đồ gì mà không có bền chắc là rẻ tiền. Trên đời này cái gì bền chắc nhất, quý vị? Đồ vật á, cái gì? Đúng rồi, hột xoàn, kim cương. Chắc lắm, cho nên mổ của hột xoàn nó mắc lắm, quý vị. Đó. Giờ mình nói cái khổ để chi? Nói cái khổ để chi? Để mình khóc hay là mình cười? Khổ để chi, quý vị? Biết vậy thôi, khổ để tu á. Cái người sống ở đời đó phải nhận rõ khổ, nhận rõ khổ. Nhận rõ khổ càng nhiều đó thì cái tâm trí cầu giải thoát càng mạnh. Còn người không ý thức được khổ đó thì sẽ giống như những đứa con nít nhẫn nhơ trên cuộc đời này. Giống như kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, là trong một cái nhà gọi là nhà lửa đang bị cháy, thì những đứa con của các ông chủ nhà đó, nó đang mải mê chơi iPad, iPod, iPhone, nó chơi game. Nhà cháy nó mặc kệ, nó không biết, nó cứ tiếp tục nó chơi game. Thì cái người cha nó phải đứng ở ngoài la lên, la gọi tụi nó ra. Nhưng mà tụi nó không chịu ra. Đó, cho nên người cha mới nói đủ mọi cách để cho nó ra khỏi cái nhà. Thì Đức Phật nói làm sao? Chứ đó là, thí dụ, chúng sinh sống trong cõi ta bà này say mê chạy theo những cái game, những thú. Thú là gì? Tiền, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ, chạy theo những thứ đó. Giống như đứa con nít chạy theo những cái game đó, những đồ chơi đó. Quý vị ở đây có con không? Có cháu không? Nhà quý vị có iPad cho mấy đứa nhỏ chơi không? Có computer, có game cho tụi nó chơi không, quý vị? Các quý vị già quá chắc không có, mà mấy người trẻ có con không? Không có con là người nào giỏi vậy? Không có con là quá giỏi. Không, không có con đâu. Những người có con nha, thì quý vị thấy á, thời nay nó có những cái game, nó chơi những cái game, hoặc là nếu không, thời nay thì game nhiều lắm, iPad, nếu không thì nó còn coi TV. Đó. Thì nó có những cái thứ đồ chơi đó, chạy chơi đó. Người lớn thì có đồ chơi vậy, mấy ông thì chơi xe hơi, chơi máy ảnh, chơi computer. Còn là người nữ thì chơi gì, quý vị? Hột xoàn, shopping, quần áo, nữ trang, phải không? Nó, mình có những thứ đó, mình chơi những thứ đó, mình cũng có đồ chơi. Đó. Thì mình say mê chạy theo những đồ chơi đó, nó chưa kể là tình cảm nữa. Đó. Sắc đẹp, tình cảm. Chạy theo những cái thứ đó mà cái nhà, cái thế gian này Đức Phật gọi nó là tam giới vô an, du như hỏa trạch. Tức là cái thế giới này đó, nó như là cái nhà lửa. Quý vị ngày nào quý vị cũng có phiền não. Phiền não là lửa, nó đốt mình. Mình không biết đường ra, mình cứ mải mê chơi. Cho nên Đức Phật giống như người cha đó, tới đây hay các Bồ Tát, Phật Bồ Tát tới để cái nhắc nhở mình, nói đời là để khổ, đi ra đi, đi tìm cách ra đi. Nói không, lửa nó mát quá, đã quá, sướng quá, trời đánh nhau, chửi nhau, đã quá, không có, buồn. Chúng sinh mình mà vậy không? Nhưng mà tội nghiệp Phật với Bồ Tát cứ đi, cứ nói, giảng dạy. Nói trời ơi, đời là để khổ rồi, các con tìm cách đi ra đi. Ô trời Phật, trời Phật nói gì, đời sướng tới mồ. Thôi Phật cứ ngồi trên cực lạc chơi mình đi. Phải vậy không? Đến khi mình khổ quá, mình làm gì? Nam mô Di Đà Phật, trời ơi, muốn về cực lạc quá. Nam mô Di Đà Phật, trời ơi, về cực lạc quá.
làm gì cha mẹ chết để cầu siêu cho cha mẹ mình, rồi xin Phật tới rước ba má vào nơi cực lạc đi, nhưng mình quên mất là ba má mình có muốn về cực lạc hay không. Bà mình cầu siêu cho ông bà mà ông bà đâu muốn về đâu, ông bà muốn về đâu quý vị, muốn trở về nhà lại chơi với mình, chơi với con cháu. Còn mình nó thì có trời thôi, Phật A Di Đà rước dùng ba má còn về cực lạc. Để thầy nói về để quý vị thấy hiểu nó có nhiều cái sự mâu thuẫn và nhiều lúc nó trái nghịch nhau. Tu thì không có tu mà cứ đòi được cực lạc đó, tức là sao, đi làm không muốn đi làm mà muốn có nhiều tiền, phải không? Đó, tức là mình không có để ý cái nhân và quả, tức là mình không có làm cái muốn về cực lạc là phải tu, phải ly dục mới về cực lạc được, nhưng mình không muốn ly dục, muốn hưởng lạc thọ, muốn enjoy life, làm sao về cực lạc được? Đó. Trên cái nhân nó không có đúng với cái quả, mình không có làm đúng là nhân quả. Đó. Muốn có tiền thì phải đi làm, mình mới không muốn đi làm, muốn ngồi chơi xây nước thôi, ai đưa tiền xài, nhưng mà mình đi làm không chịu, đó đúng là nhân quả. Giờ khổ, cái người mà quán khổ nhiều chừng nào, ý thức khổ nhiều chừng nào thì người đó mới nhất quyết tìm cách tu hành để mà rời khỏi cái cõi này. Còn nếu mình thấy cõi này chưa khổ thì mình đâu muốn rời khỏi cõi này. Cõi này còn nhiều thú vui mà mình chưa hưởng hết, phải không? Quý vị chưa hưởng hết thú vui cuộc đời phải không? Quý vị hưởng hết thú vui cuộc đời chưa? Chưa. Mình thấy còn nhiều thứ mình chưa có biết tới, chưa có đi du lịch, chưa có được ba cục của xoàn, chưa có mua xe Mercedes, chưa có nhà lầu hay là gì đó, mình chưa có muốn. Quý vị không? Đó, cho nên mình thấy cuộc đời này chưa có khổ. Đến khi mình bị căng xe là gặp toàn những cái cảnh khổ, lúc đó mới trở khổ thiệt. Cho nên mình nó giống như loại ngựa thứ tư đó, tức là bị ông chủ kỵ mã, người ngồi trên đó đạp đánh sứt da chảy máu, là lúc đó mới chịu đi, có gì không? Giống như lần tuần trước thì giảng lần kia đó có nói về bốn loại người đó, bốn hạng người đó, chúng sinh nó có bốn bốn loại người, thì Đức Phật ví như là bốn loại ngựa. Thì cái loại ngựa thứ nhất là loại ngựa rất là thông minh, tức là cái người kỵ mã ngồi trên đó nó muốn kéo con ngựa đi phía nào đó. Chỉ cần quý vị có bao giờ cưỡi ngựa chưa, quý vị ở xa Texas đó, quý vị không có biết cưỡi ngựa, chắc chắn trong này quý vị không biết cưỡi ngựa. Rồi, biết cưỡi ngựa không, quý vị cưỡi Honda không? À, nhưng mà thầy may mắn hồi nhỏ học bên Pháp có đường đi cưỡi ngựa, hồi học lớp 11 được đi học cưỡi ngựa, có một cưỡi ngựa qua rồi. Thì cưỡi ngựa đó mình, quý vị có xem phim cowboy không, quý vị sống ở Mỹ quý vị có xem phim cowboy không, cowboy này cưỡi ngựa không, cưỡi ngựa bắn súng không, thì cưỡi ngựa đó nó có cái dây cương đó nó móc vào ngay cái miệng. Thì mỗi khi mình muốn con ngựa đi đâu đó thì mình á, quý vị biết không, nó hay lắm, mình tự quẹo lên mình cầm cái dây cương mình kéo vậy không phải, người nào học cưỡi ngựa mới biết. Thì cầm nó dậy, cưỡi ngựa là mình chỉ nghiêng các tay vậy thôi, cầm cái dây cương mình nghiêng vậy thôi là con ngựa nó biết liền, là nó là quẹo liền, là mình không có cần kéo nó vậy đâu, cầm cái dây cương mình quẹo cái vậy, cái nó đi sang bên này quẹo cái này, muốn đi qua bên phải cầm quẹo nó, cầm cái này quẹo cái vậy, nó tự nhiên đi sang bên phải đó. Thì cái con ngựa đó, đó mà nó khi nó cảm thấy cái sợi dây tập trung mình quẹo nhẹ thôi, tức là sao, cái sợi dây nó cắn kéo căng sang bên này, chí là con ngựa nó quay cái đầu vậy là đi, biết là biết ông chủ muốn nó đi phía này. Khi ông chủ nó kéo, nó biết ông chủ muốn nó đi bên trái, nó đi bên trái liền. Thì khi như vậy đó, ông chủ cái người kỵ mã đó có cần phải đánh con ngựa không quý vị? Không, mình muốn gì thì mình vừa mới làm dấu nó đi liền, thì mình không có cần phải đánh động nó. Đó là loại ngựa thứ nhất đó, tức là chưa kịp làm nhẹ cái nào nó biết ý ông chủ rồi. Loại ngựa thứ nhì đó là ông chủ quẹo bên tay phải tay trái mà chưa chịu đi, chưa chịu đi, nó lì, nó không đi, nó cứ đi thẳng. Thì lúc đó đó cái người cưỡi ngựa đó là phải có cái roi, quý vị có cái roi giống như roi mây mà cái cây cưỡi ngựa đó, thì cái người cưỡi ngựa, người kỵ mã mới giơ cái roi ra, nhưng mà chưa có quất, nhơ ra thôi. Thì con ngựa nó nhìn thấy cái bóng của cái cây roi đó
thì nó hoạn, nó đi, thì nó không muốn bị đòn đó. Thì con ngựa nó cuối cùng nó cũng đi, nhưng mà nó phải thấy bóng cái roi nó mới chịu đi. Con ngựa thứ ba đó là sao, là ông chủ kéo sang tay trái nó không đi, giơ roi ra nó cũng không đi, thì sao quý vị? Thầy phải quất cái roi vào cái mông con ngựa, cái chép một cái thì nó đau quá, nó hoảng hồn nó mới chịu đi đó. Thế là ngựa thứ ba phải ăn đòn rồi quý vị. Và ngựa thứ tư đó là sao, kéo không đi, giơ roi không đi, bị quất một cái cũng không đi. Kick, đúng rồi, quý vị nói chữ kick là cái gì? Kick của tiếng Mỹ, ai biết kick là cái gì? Đúng, đích thị là kick, tức là đá đó quý vị. Đá vô bụng nó một cái, cho nên quý vị thấy cao bồi Texas ngày xưa đó, cao bồi Mỹ đó, là họ đi giày cao bồi xong rồi phía sau gót đeo cái gì quý vị không? Đeo cái vòng ngôi sao đó, phải không? Ngôi sao để chi cho oai hả? Không phải. Để thụi vô bụng con ngựa. Cho thụi vô bụng, đó. Lúc đó nó vừa bị quất ở trên mông, thụi vô bụng một cái, chảy máu, lúc đó nó chịu đi. À, tức là cái loại mà cứng đầu, cứng cổ đó. Thì giờ quý vị dạy con cũng vậy, có nhiều đứa. Ở đây quý vị có con không á? Hay là quý vị tu hết rồi? Nhiều khi thầy hỏi quý vị cũng không có con, lấy hỏi không ai có con. Thì như thầy có cảm giác ở dưới này toàn là tăng sĩ ni cô không à? Tăng sĩ như cô còn tóc mà không ai có con cháu gì hết. Thế vì dạy con cũng vậy, có nhiều đứa con đó, nó khôn, nói con đi học, rồi nó đi học liền, tắt tivi tắt liền. Có nhiều đứa mà đi học tắt tivi đi, nó không chịu. Cái quý vị làm gì? Vô lấy cái roi ra. Vừa thấy lấy cầm cái roi ra, cái hoảng hồn tắt tivi cái chạy vô học. Thì đứa đó chưa bị ăn đòn. Quý vị có dạy con kiểu đó không? Chắc không. Rồi có đứa đó mình kêu tắt tivi đi học, không chịu. Rồi nó cứ ngồi, nó cứ nướng, nó coi coi cái cầm cái roi ra không. Thế là thầy nói cho người Việt Nam cái bên này không dám quất roi. Lấy cái roi ra, quất cho người nó một cái. Mà phải quất nó đau quá, thì mới ai ra, cái mới tắt mới đi. Rồi có đứa quất từ đầu đến cuối, nó đau quá chừng, quất túi bụi lúc đó mới chạy, không chịu học. Đó cũng vậy. Thì chúng sinh ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta đó là không có ý thức được cuộc đời là khổ. Đức Phật đó chỉ không cần bị chính mình bị khổ, chỉ nhìn thấy khổ thôi là ngài lo đi tu rồi. Còn mình đó bị đời nó làm cho bầm dập, nào sao già bệnh chết, vợ bỏ, vợ chồng bỏ, con chết, tai nạn, thất nghiệp, bệnh, cho đủ thứ hết, vẫn chưa tỉnh ngộ quý vị, vẫn chưa tỉnh ngộ. Mình có phải là loại ngựa thứ mấy quý vị? Thầy đó là thầy thấy là mình loại ngựa thứ năm. Dạ đúng rồi, 5, 6, 7 gì đó. Tức là loại ngựa thứ tư ít nhất nó bị đánh, bị thùi nó còn đi. Mình nó đánh, thùi, đục, đập, đinh, đạp, đá, làm đủ nữa vẫn chưa chịu đi. Dạ, chưa chịu đi. Cho nên muốn mà đi là phải khổ. Cái con ngựa nó muốn đi nó thì nó phải sao? Nó khổ. Còn cái ngựa thông minh đó là nhìn thấy khổ người khác là biết liền rồi. Nhìn thấy người khác á, thấy người khác người ta chết là mình lo sợ là tu rồi. Còn mình á, thấy quan tài chưa đổ lệ quý vị, trời nó chết nó ăn nhầm vậy, tôi sống đến 120 tuổi, phải không? Trời, nó bị căng xe chứ tôi không bao giờ căng xe. Tôi ăn, nó ăn khỏe lắm, ngày một ăn 5 miếng beef steak không sao. Cái là đủ, nó bị, mình không có bị heart attack mà bị stroke quý vị. Heart attack chết thì khỏe rồi, stroke nằm liệt giường liệt chiếu chưa kể, như là làm tả tùm lum hết, báo đời vợ con hay chồng con mình, quý vị thấy khổ lắm đó. Cho nên mình phải thấy được cái khổ đó, đừng cho cái khổ nó xảy ra tới mình. Thấy người khác nhìn lại mình phải lo tu. Nên cái khổ rất là quan trọng. Người tu hành mà không ý thức khổ đó, không hiểu được cái khổ, không ý thức khổ, không có aware, không có realize được cái khổ của cuộc đời này đó, là mình cứ chạy theo cuộc đời, mình không lo tu gì cả. Nên cái khổ rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta đi tới cái vô ngã. Cái vô ngã này nó rất là khó. Thì đằng sau thầy có viết nguyên quyển sách tên là Vô Ngã. Vô ngã ở đây đó là tiếng Phật là Anatta, tiếng Anh là Non-Self.
non-self. Vô ngã là gì? Là tất cả cái chữ ở đây, cái chữ chính là chư pháp vô ngã, tức là tất cả các pháp đều là vô ngã. Vô ngã là sao? Là không phải là mình, không phải là ta, không phải là của ta. Đó. Everything is not mine, not me. Thường thường chúng sinh đó là một cái vô minh nhất của chúng sinh, cái huge mistake là gì? This is me. Here I am. That's me. Đói. Nguyễn Thị A, dạ em đây. Nguyễn Văn B, dạ có tôi. Không? Đói. Cho nên mình đi đâu đấy? Tôi nè. Tôi nè. Đưa giấy giấy ID, thẻ căn cước ra, là đưa bằng ra. Cho nên mình chúng sinh đó, mình đồng hóa mình identify mình với cái cơ thể này, cái cơ thể bằng máu thịt này, mình cho nó là mình, là ta. Cái đó là một cái đầu tiên vô minh hạng nặng. First mistake, mình cho cái thân này là mình. Kế tiếp là second mistake, là mình cho cái tên là mình, cái danh là mình, cái danh, cái name. Hồi mới đẻ ra, bán má đặt cho mình là con trai thì Trần Văn Tèo. Thì từ đó ai nói tới Tèo là mình nói, ê, đừng nói tôi nha. Tèo là tôi ha, đừng nói gì, nói người khác đó, chứ đừng nói Tèo, Tèo là tôi ha. Quý vị hiểu không? Mình bám vào cái thân này cho là mình, rồi mình bám vào cái tên cho là mình. Thì trong đạo gọi là danh và sắc. Danh tức là cái tên, danh là tên, sắc là cái thân này. Bám vào danh sắc, name and body, mình cho nó là mình. Vì mình bám vào cái đó cho nên mình khó giải thoát. Thì trong giáo lý của Đức Phật ngộ ra được, Đức Phật dạy không có cái gì là mình hết. Thì thầy có biết quyển là sách Vô Ngã dạy hai cách tu vô ngã. Vô ngã là mình phải tu mới đạt được. Tại nghe đấy, quý vị nghe đấy, quý vị hiểu thôi. Phật nó không phải là mình, thầy cũng không phải là mình, mà tôi thấy mình thiệt đó, nó là mình chứ là ai vậy? Trời, cái móng này nó chày rồi, khi nào đi đánh cho nó đẹp lại một chút, cái mặt này nó bắt đầu nó nhăn rồi thì làm gì, đi căng lại một chút, tại nó là mình mà. Đó. Mỗi lần sáng mà mình dậy mình soi gương cái mình thấy ai, thấy nó hay thấy mình? Cái vì mỗi sáng mình soi gương để mà chết đó, mình thấy nó hay thấy mình? Quý vị trả lời thầy coi, khi mình soi gương đó, thì mình thấy nó hay thấy mình? Mình chết cái gì? Chết nó, mà nó là mình. Cho nên nó cũng là mình là nó, tuy hai mà một. Khi người mà chưa ngộ đó thì thấy nó là mình. Nhưng mà khi ngộ đạo rồi thì thấy nó là nó không phải là mình. Cho nên khi nó chết đó, thì mình kệ nó, mình giải thoát. Còn khi mà mình thấy nó là mình đó, thì nó chết mình buồn lắm. Cho nên khi người mà thấy nó là mình đó, mình identify mình với cái thân này là mình đó, thì khi mà nó chết rồi đó, thì cái xác nó bị chôn ở dưới đất đó, thì cái hồn đó, nó cứ lơ lửng xung quanh cái nghĩa địa, nó không có đi đâu đó. Tại sao? Tại nó tìm cách nó chui trở vô lại rồi. Tại vì sao? Sống 70 năm đó, cái hồn đó, nó trú vào trong cái này. Mà khi chết đó, đáng lẽ nó đi ra, nó không biết đi đâu đó. Thì nó lại muốn tìm cách chui trở vô lại cái này, cho nên nó cứ lẩn quẩn ở bãi tha ma trên cái địa. Cho nên quý vị nào mà sợ ma đó, thì quý vị muốn gặp ma đó, tối trong cái địa đó. Thấy cái bóng trắng nó là đà đó. Thế nó muốn đi đâu quý vị? Còn có những người đó nó ở ngoài nó ngoài chán nó chui vô không được thì bắt đầu tìm chỗ khác. Tìm đi đâu quý vị? Tìm đi về nhà của mình. Tại vì con người mình sống cái thói quen. Mấy chục năm mình có cái thói quen sống cái thân này tưởng là mình. Đến khi chết đó, mình khó đi ra. Mà tìm cách chui trở vô, mà vô không được đó, thì tìm cái nhà thứ hai. Mình có hai cái nhà. Mình tưởng cái nhà đầu tiên là cái nhà mình ở đó. Cái nhà đó nó gọi là external house thôi. Cái nhà bên ngoài đó. Mà cái nhà chính mình ở đó là cái nhà này nè. Cái thân này là cái nhà đầu tiên đó quý vị. Quý vị phải lo cho cái thân này trước. Cái này cái nhà đầu tiên của mình. Cái nhà thứ hai mới là cái nhà bên ngoài. Nhưng mà mình đó, mình làm cái gì? Mình bắt cái nhà đầu tiên này là mình hành hạ nó, bắt đi làm, đi cày để mà trả cho cái nhà bên ngoài.
Đến khi mà làm có tiền xong có được cái nhà bên ngoài rồi, cái nhà này bắt đầu nó mục, nó bị căng xe cũng được. Nó bị đau bao tử, nó bị viêm gan. Thì lúc đó là sao? Thì chết. Chết thì cái nhà này ai ở, người khác ở. Mình cái hồn phải đi ra khỏi, đâu sống được trong cái nhà này. Cho nên mình sống, mình phải lo cho cái nhà nào trước quý vị? Cái nhà xác này trước. Nhà xác thân này trước đã, lo cho nó mạnh khỏe. Làm kiếm ăn vừa đủ thôi, đừng có tham quá. Xong sau đó rồi đó, mới cần cái mái nhà bên ngoài để che nắng che mưa. Giống như thầy nói hồi sáng, mình cần mấy cái giường để ngủ quý vị. Một cái ngủ đủ không? Hay là quý vị muốn 5 cái ngủ đủ? 5 cái có nhiều người, 5 cái chưa đủ, muốn 10 cái tại vì 10 tầng lầu hay 10 phòng. Đã. Quý vị thấy không? Cho nên mình chỉ cần một cái giường thôi mà mình phải tốn bao nhiêu tiền. Đã. Giờ trong quyển Vô Ngã đó là dạy về cái cách tu. Tu thì mình mới thực chứng được. Thì những cái vị mà chứng của A-la-hán mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là những người đã chứng được quả A-la-hán, chứng được vô ngã. Tức là sao? Trong đạo nó có cái chữ quan trọng là chữ chứng, chữ tu và hiểu. Hiểu nó là liễu ngộ, tức là hiểu. Khi mình học đạo nó, cái tiến trình học đạo nó có trải qua 3 tiến trình. Đầu tiên là liễu ngộ, tức là hiểu, understand, hiểu. Đó. Khi mình hiểu rồi đó thì bắt đầu mình thực tập, practice rồi đến khi mình thành tựu rồi đó, achieve rồi đó, thì lúc đó gọi là chứng. Quý vị hiểu không? Tức là giờ mình bắt đầu hiểu cái cách làm toán người ta dạy vô trường, người ta dạy mình học làm toán. Thì quý vị nghe thì hiểu, cách mà dạy nó phải cộng trừ nhân chia làm cái đó, người ta dạy mình hiểu. Nhưng sau đó người ta muốn make sure là mình có làm được hay không thì quý vị phải đi thi. Khi đi thi đó là lúc đó quý vị phải lấy cái hiểu mình ra để mà làm bài. Nếu người nào không hiểu các công thức nó không làm bài được. Chứ mình phải hiểu công thức đó rồi mình đi thi. Mà trước khi đi thi đó mình phải học suốt cả năm, tức là practice, thực hành. Để đến giờ chót mình đi thi đó, để certify là mình có hiểu chưa. Mà khi mà làm được cái bài đó mà pass đó, là mình chứng. Quý vị hỏi thầy nói cho nó rõ chưa? Tu nó trải qua 3 giai đoạn. Cho nên quý vị tới nghe pháp, mà những người đi tu vô chùa tu nghe pháp ở nghe kinh là hay quá, hay quá, ô hay quá, trời ơi, đắc đạo rồi. Nó đắc đạo. Mới nghe nữa quý vị. Mà nhiều khi chưa hiểu nữa, nghe phải hiểu. Hiểu là làm gì nữa? Phải thực hành. Thì thực hành nó gọi là tu. Thì nghe để mà hiểu nó gọi là văn. Đó. Xong rồi về suy nghĩ, tự lấy suy nghĩ để mà hiểu, để cho nó thành vô trong tâm mình là tư. Rồi sau cái tu, tức là lúc đó mới thực hành, practice. Practice khi mà thành được cái đó rồi đó, thì gọi là chứng. Cho nên hôm nay quý vị đang nghe về vô ngã, tức là quý vị đang văn, tức là đang nghe về vô ngã thôi. Mà hiểu vô ngã không là chuyện khác nè. Sau khi hiểu rồi quý vị phải tu, thì trong cái quyển sách vô ngã nó dạy chỉ cho quý vị 2 cách tu vô ngã. Đó, phải tu tập chứ đạo Phật không phải tới nghe suông là đủ. Quý vị thấy không, đạo Phật nó mênh mông, nó màu nhiệm như vậy. Cho nên nếu mà quý vị có duyên lành gặp tới đạo Phật thì quý vị phải ráng đi sâu hơn nữa, đừng có gọi là lấy lòng hài lòng, giống như chỉ lâu lâu tới chùa làm chút chút để nghe kinh, rồi nghe băng, rồi tụng niệm chút là thấy đủ rồi. Đâu có đủ đâu, ngay cả quý thầy tu cả đời nữa cũng nhiều khi cũng chưa chắc được cái gì. Thế nên mình muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Yeah. Kế tiếp thì quý vị muốn hiểu vô ngã thì Đức Phật có dạy cái kinh gọi là kinh Vô Ngã Tướng. Kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakkhana Sutta. Thì cái kinh này đó là nó nằm trong nó nằm trong những bộ kinh của Nguyên Thủy. Thì trong quyển Tâm và Ta, thầy có giải nghĩa cái bài kinh này giảng rõ ràng hơn. Thì trong kinh Vô Ngã Tướng này đó, khi Đức Phật mới thành đạo đó, thì Ngài dạy một cái bài kinh đầu tiên, đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Ngài dạy cho 5 người đệ tử đầu tiên là 5 anh em Kiều Trần Như.
Rồi xong sau đó là ngài dạy bài kinh thứ nhì đó là dạy cái bài kinh vô ngã tướng này. Đó, coi như kinh chuyển pháp luân là đầu tiên trong bài kinh chuyển pháp luân đó Đức Phật dạy về tứ diệu đế. Xong sau đó bài kinh thứ nhì Đức Phật dạy á, là bài kinh vô ngã tướng cũng dạy cho năm ông này, năm đệ tử lớn. Thì sau khi mà nghe cái bài kinh vô ngã tướng này rồi đó thì năm vị đó chứng được A-la-hán hết. Tại vì một vị A-la-hán là cái người không còn chấp ngã nữa. Chúng ta đau khổ vì chúng ta chấp ngã. Chấp ngã tức là bám vào cái thân này, bám vào cái năm uẩn này cho nó là ta, là tôi. Bám vào cái danh sắc, tên là mình. À, Trần Văn A, Trần Văn B, Nguyễn Thị C là cho nó là mình. Mình đâu phải là cái đó đâu quý vị. Mình là cái gì khác. Nhưng mình không biết mình bám vào cái tên, bám vào cái thân này. Đi xa hơn mình bám vào cái năm uẩn này cho nó là ta, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là khi mình đau răng á, nhức đầu mình cho cái đau đó là mình. Mình bám vào cái đó. Rồi mình tưởng, tức là mình suy nghĩ, nhớ tưởng. Mình cho là tôi nghĩ. Rồi mình phân biệt ý thức gì đó thì mình cũng cho là tôi. Thật ra cái đó không phải là tôi. Nó chỉ là năm cái sự hoạt động của năm cái uẩn thôi. Cho nên muốn hiểu được giáo lý vô ngã rất là khó. Vô thường quý vị có thể hiểu được, khổ quý vị có thể hiểu được. Quý vị hiểu khổ chưa? Thầy nói nãy giờ hiểu khổ dễ quá rồi phải không? Khổ khổ mỗi lần mất khổ thì về đó quý vị đừng có ăn một ngày đó cho khổ quá, đau bụng quá, khó bụng là rồi rồi là khổ là đó. Nhưng mà vô ngã là khó lắm. Tức là quý vị trong lúc này quý vị chưa có hiểu rõ thì quý vị chỉ cần nhớ vô ngã là gì, giáo lý vô ngã là gì, là Phật dạy đó. Trên cuộc đời này không có gì là của mình, không có gì là mình hết. Trước hết cái thân này cũng phải là mình, nó chỉ là năm uẩn thôi, nó chỉ là cái áo mình tạm mặc nó thôi. Nhưng quý vị đang mặc áo choàng, tí nữa ra khỏi chùa hay đi về nhà quý vị cởi cái áo choàng ra, quý vị có nhìn vào cái áo choàng này, hey, mi là ta hả? Quý vị có nói vậy không? Quý vị thấy rõ nó phải mình phải không? Tại quý vị cởi nó ra được. Nhưng mà có nhiều người không biết là cứ mặc áo choàng này rồi xong rồi đến tối cũng mặc nó đi ngủ luôn, tại gỡ nó ra không được, tại nó là mình mà. Thì đó là chúng ta đó, chúng ta mặc cái áo ngũ uẩn này rồi, đến khi chết là mình không muốn nhả nó ra. Cho nên vì không muốn nhả nó ra cho mình phải tái sinh trở lại cõi này để làm gì? Tìm một cái áo khác mặc vô đó. Cho nên mình mới phải tái sinh, mình trôi lăn trong cõi sinh tử luân hồi này chỉ vì mình bám vào cái thân này. Cho nên khi mà mất thân này, cái hồn đó, nó quay trở lại đi tìm một cái thân khác để nó chui vào. Và khi nó chui vào thì nó biến thành cái gì quý vị? Thành đứa bé, phải không? Khi mình muốn trở lại cõi này đó, mình muốn trở lại thành cái xác cũ đâu không được. Xác cũ nó mục nát rồi đâu có vô được đó. Phải chui trở lại, nên là start all over, là biến thành đứa con nít bé tí xíu, khóc oa oa, làm gì quý vị? Ăn rồi làm tùm lum hết, bắt mẹ chùi. Phải không? Đó. Là mình lại trở lại, lại học lại, ngu đần lại, lại đi vô trường học lại, lại bắt đầu trở lại từ đầu. Rồi lại tạo nghiệp nữa, chả hiểu gì khác, lại trở lại nữa, cứ thế tự đi trở lại hoài. Cái đó nó gọi là gì quý vị? Samsara là gì? Luân hồi, giỏi quá, quý vị hiểu rồi. Quý vị hiểu luân hồi là cái gì? Welcome to the Samsara world. Chúng ta đang ở nguyên con trong đó đó quý vị. Mà có ai muốn đi ra không? Có ai muốn đi ra không? Đâu có ai đâu, mình đang enjoy trong này quý vị. Chính vì không hiểu vô ngã cho nên chúng ta chấp ngã. Chấp ngã cho nên chúng ta mới làm gì? Chấp danh, chấp lợi, tài sắc, thực thủy đó. Thì giờ vô ngã, cái giáo lý vô ngã đó là cái gì nữa? Không phải mình trong cái vô ngã tướng nào thì thầy có dịch thêm nữa. Vô ngã còn có nghĩa là vô chủ. Tại sao? Tại vì mình tưởng cái thân này là của mình. Nếu nó là của mình thì mình làm chủ nó. Thì khi mình là chủ nó đó, thì mình có quyền sai nó, bảo nó phải nghe. Giống như quý vị đi làm với ông chủ, quý vị có lấy sở đi làm không? Có ai đi làm công không? Hay là quý vị là chủ hết? Đây quý vị là chủ chủ nhà, chủ chủ hãng hết hả? Hay quý vị làm công? Công. Khi quý vị làm công đó, thì tới sở đó, ông chủ bắt quý vị làm gì quý vị phải làm cái đó phải không?
ông ra lệnh cho quý vị, ông sao quý vị đây làm cái này quý vị có phải làm không? Tại sao phải làm? Nếu không làm thì sao? Nó đuổi phải không? Là rõ ràng quá dễ. Tức là nó là chủ, nó sai gì mình phải làm cái đó. Nhưng mà đến ngày nào nó hết là chủ mình á, thì nó sai mình làm đó. Tên chủ nó bị đuổi. Thì mai mốt tới gặp mình nó sai mình làm nghe không? Không nghe, tại không phải là chủ. Chủ là nói là mình phải nghe. Thì nếu mình là chủ cái thân này, thì mình nói gì nó phải nghe, phải không? Đúng không? Quý vị nó giơ tay lên, bây giờ để tay xuống, để tay, đúng không? Nó nghe mình đó, rồi, đúng rồi. Đến khi quý vị buồn á, buổi tối quý vị muốn ngủ á, quý vị nói ngủ. Nó có ngủ không quý vị? Nó làm gì? Nó thức, nó suy nghĩ, nó buồn, nó nhớ, nó đủ thứ hết á. Cái mình, xong rồi nó làm đủ thứ hết là mình có ngủ đâu? Không ngủ được thì sáng dậy mắt sưng tù bù hay là đỏ lòm. Không ngủ được thì ngày hôm sau mình sợ mình phải làm gì? Uống thuốc ngủ. Nếu mình là chủ nó mà nó ngủ thì nó phải làm sao? Ngủ rồi. Thế khi mình đau răng mình nói răng không được đau nữa thì nó làm gì quý vị? Nó đau thêm nữa, nó hành cho quý vị nó hoảng hồn rồi đi bác sĩ dentist phải vậy không? Rồi. Khi quý vị ăn bậy bị đau bụng, quý vị nói bụng không được đau nữa, nó có nghe lời quý vị không? Vậy ai là chủ? Nó là má mình. Tức là nó muốn làm gì là mình phải nghe à quý vị, phải vậy không? Quý vị đồng ý không? Quý vị cuối cùng quý vị nghĩ lại coi, mình là chủ nó hay nó là chủ mình? Đang ngồi bụng kêu rồng rồng cái tự nhiên nó bắt mình phải đi vô nhà, vô trong bếp tìm đồ ăn. Nó là chủ mình rồi, phải vậy không? Chứ mình chỉ là kẻ nô lệ thôi quý vị. Mình tưởng mình ngon lắm, nhưng mà thật ra mình chỉ là kẻ nô lệ cho cái thân này. Nó bắt mình làm thì mình làm, mình ngoan ngoãn làm theo nó. Rồi nó bắt nhớ, nó đi đâu nhìn thấy cái xe đẹp, người thấy người kia đẹp, họ nhớ, cái bắt mình nhớ, thế là mình phải nhớ. Mình thấy hay không? Mình không nhớ không được, mình sống ở cõi này mình tưởng mình là ông chủ nhưng mình là đầy tớ quý vị. Mà quý vị biết là kiếp đầy tớ nó khổ lắm quý vị. Đầy tớ khổ lắm quý vị, hay là ông chủ sướng hơn? Đầy tớ khổ lắm. Giờ quý vị nhớ, vô ngã là không có gì là mình, không có gì là của mình. Nothing is me, is mine. Không có gì là me, mine. Nếu quý vị chưa có chứng được, quý vị nhớ dùm. Khi mình mất cái đồ gì đó, quý vị có bao giờ mất đồ không? Có. Quý vị hay vậy? Tưởng quý vị giữ đồ kỹ lắm chứ. Mất đồ gì đó, thì khi mình mất đồ mình tức lắm, phải không? Tại mình nghĩ cái đó là đồ của mình. Mà thật ra cái đồ trước khi nó của mình nó ở đâu? Nó ở ngoài tiệm, đúng rồi. Trước khi nó vô tay mình nó ngoài tiệm thì lúc đó nó của ai? Của người ta. Cái mình móc tiền ra mình đưa ra, cái mình lấy vô cái vô tay mình, cái mình cho nó là của mình. Nhưng mà đến khi mình cầm món đồ đó mình cho ai đó, tất cả nó đều là những cái quy ước, tức là convention. Mình quy ước mà nó ở thôi nhỉ. Má cho con cái này nha, cho con những hột xoàn này nè, bây giờ là của con rồi. Thì khi vô đó cái mình tự nhiên trong đầu mình nghĩ là hết là của mình. Mà thật ra cái của mình không của mình nó chỉ là cái gì quý vị? Chỉ là một cái quy ước thôi, một cái sự ấn định trong đầu mình thôi. Có vậy thôi. Nó không có là cái gì thực sự, nó không có là cái gì hết. Bây giờ là vợ mình phải không? Cãi lộn nhau, đánh chửi nhau, cái ly dị xong nó thành vợ ai? Vợ người ta. Dễ dàng vậy quý vị. Mới hôm qua vợ mình vừa ra ly dị xong cái ra thì hết. Đâu có gì là của mình đâu quý vị. Phải vậy không? Mình nghĩ vậy không? Như vậy đó, mới hôm qua là chồng mình cãi lộn nhau đi về Việt Nam lấy người khác. Tức quá là ly dị, hết là chồng mình đó. Cho nên chồng mình không chồng mình là tùy cái gì quý vị? Tùy cái đầu mình chấp nhận ổng là chồng mình hay không? Có vậy thôi. Nhưng mà mình không chấp nhận cái đó, phải ra làm tờ giấy đó, ly dị ký xong rồi đó. Từ nay trở đi là chấm dứt, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thì lúc đó mình yên chí, ha, ok, goodbye, you no more. Phải không? Lúc đó mình yên chí. Nhưng mà chưa có tờ giấy đó, mà ông đi lơ với người khác là chết đó, nhào vô xé xác người kia. Tất cả đều có cái quy ước trong tâm lý của mình, các quý vị.
thì cái đó nó là mình chán chấp bám. Thì giờ cái sự ngã này đó nó hiện nó đầy dậy trong thế giới này. Giờ đừng nói bên ngoài thì người ta tranh nhau danh lợi rồi, nhưng mà người tu cũng vậy, ở trong chùa cũng vậy. Giờ chúng ta nói chuyện trong chùa thì đừng nói chuyện ngoài đường, tại vì ngoài đường người ta không tu. Obama với lại Joe Biden với lại Republican hay Democrat họ cãi lộn nhau dùm hết. Tại sao? Họ chấp bên nào cũng chấp giành phần thắng của mình, nhưng mà thực kệ người ta không tu, cho phép họ làm cũng sao. Đó. Nhưng mình là người tu, mình mang tiếng mình là người tu theo Phật, mà theo Phật là phải từ bỏ cái ngã. Nhưng tu vào chùa làm gì? Tranh giành nhau từ cái danh, từ cái lợi. Quý vị có thấy không? Chắc không thấy. Ở đây có vị tu giỏi, ở đây có vị không thấy. Tranh giành nhau từ cái chức hội trưởng, mình là hội trưởng xong rồi khi tới người ta bầu người khác là hội trưởng là mình buồn, mình giận. Giận thì làm gì quý vị? Đúng rồi, không tới chùa nữa, đi chùa khác. Đi sang chùa khác, coi có ai tới sơ đỡ chùa khác mà ta có bầu mình là hội trưởng không? Ví dụ vậy. Chùa này không là hội trưởng đó, đi đang tìm chùa khác, tới rồi tham gia rồi từ từ coi em có làm nhảy không, có làm hội trưởng. Thì cái đó là gì? Thích làm hội trưởng là cái gì quý vị? Ham gì? Ham danh. Đó. Ham danh rồi kêu nó là ham danh rồi ham cái quyền đó quý vị. Ham danh, ham quyền. Cho nên sự chấp ngã trong chùa tranh nhau từng cái hư danh, cái chức, cái lợi đó. Đó chưa kể nữa tranh nhau phục vụ vị thầy để mà vị thầy đó cho mình đặt ân. Đó, thí dụ như vào chùa thích làm cơm làm món thiệt ngon dâng cho quý thầy ăn, để chi để mai mốt lỡ thầy mà cần gì là thầy phong cho mình làm gì đó, quý vị không? Thì đó là sự chấp ngã. Vì cái chấp ngã đó cho nên cái ngã này nó đụng cái ngã kia, thì khi mà hai ngã đụng nhau nó thì nó làm gì? Tóe lửa ra quý vị. Đụng nhau, hai ngã đụng nhau, người nào cũng đụng nhau, cái ngã nào cũng bự nó đụng nhau thì tóe lửa thì phiền não thì lên mép thầy, thì làm cho thầy phiền não thêm. Thì thầy nó chỉ làm ông tòa thôi, cái gì đó. Nên là trong chùa đó mà người tu không có hiểu cái ngã là chấp ngã như vậy đó, thì cái chùa đó nó khổ lắm, phiền não nhiều lắm. Cho nên chấp ngã là nguyên nhân của mọi phiền não, tội lỗi và khổ đau. Nên chúng sinh sống ở đây chúng ta khổ đau, phiền não, tội lỗi đủ thứ chỉ vì cái sự chấp ngã. Không phải thôi. Nên muốn thoát khỏi cái chấp ngã thì mình phải hiểu vô ngã, học hỏi vô ngã. Ở đây trong cái buổi giảng ngắn gọn này đó các chị nói sơ sơ là ý thôi. Tại vì trong cái sự chấp ngã đó, nó vi tế lắm. Quý vị tìm đọc trong mấy cuốn sách đó thì trong kinh nó chia ra làm 60 cái tà kiến chấp ngã. Mình chấp ngã kiểu nào trong đời, tại vì sao? Tại vì trong năm uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức thì mỗi một cái mình chấp sắc là ta, sắc nằm trong ta, ta là sắc, ta là lớn hơn sắc, sắc nhỏ hơn ta, nó nhiều cái thứ như vậy. Thầy chỉ nói nêu sơ ra cho quý vị hiểu thôi, cho nên cái sự chấp ngã nó rất là vi tế. Sau đó mình không có thể mà nghe mà hiểu ngay lập tức, phải học hỏi rất là nhiều. Nói chung đó, chấp ngã là chấp năm uẩn là ta, là của ta, hoặc là chấp danh sắc tên là mình, cái sắc này là mình. Đi xa hơn năm uẩn đó, mình chấp thọ tưởng hành thức là mình. Trong thức nó là trong mấy cái thức nó lại có một cái thức chấp ngã đặc biệt nữa, nó đó là mạt na thức. Nó lại chấp ngã hạng nặng hơn nữa, chấp nhiều hơn những cái ngã kia nữa. Ý thức, a lại gia thức. Có hiểu không? Cho nên học Phật nó rất là nhiều trình độ và nó rất là khó. Thì giờ hôm nay nó là chỉ giới thiệu quý vị thôi về Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn là nền tảng. Giờ phải chấm dứt để cho quý vị hỏi. Thế nhưng mình học Tam Pháp Ấn á, quý vị hiểu nó rồi á, thì mình phải làm gì? Giống như thầy nói hồi sáng á, khi mình hiểu đạo á, thì cái lifestyle của mình phải thay đổi, cái tư cách mình phải thay đổi, cái nhìn của mình phải thay đổi. Một cái người đang hung dữ hiểu đạo rồi thì người ta còn hung dữ nổi không? Không, thì cái người đó như Angulimala tên Ưma Quật đó, đang là một tên tướng cướp, đi giết người,
giết 999 người rồi. Khi gặp Phật một cái, Phật độ em một cái, buông dao độ tể, tu hành biến thành A-la-hán liền, cung cách khác hẳn, không có thể cầm dao đi giết người được nữa. Cái đó là đạo nó đã chuyển con người. Thế giờ mình học đạo, mình hiểu đạo thì mình phải thay đổi. Cái người mà trước kia nó chưa tu, người ta như thế này, sau khi hiểu đạo rồi thì phải, ta phải khác, quý vị. Phải thay đổi. Hồi trước tham ăn tới chùa, nhào vô chùa, như là dành ăn hết. Tự nhiên nghe thời pháp xong hiểu đạo, rồi sau tới tới chùa cũng thấy cầm cơm mà đi cầm cơm nó đưa cho người khác. Hồi trước ngồi ăn hết chén này chén kia, thì giờ mình hiểu đạo rồi thì cầm chia cho những người khác. Ai thấy ai chưa ăn mình đưa cho người khác. Chấp ngã nó định sinh ra cái gì quý vị không? Sinh ra ích kỷ. Thế người chấp ngã là chấp tôi, và tôi đó thì luôn luôn chỉ lo cho cái tôi này thôi, không cần biết người khác nữa. Trên người nào mà đến chùa mà chỉ lo cho mình thôi, không cần biết người khác, khi ăn nó chỉ là ăn lo cho cái bụng mình thôi, người khác đói đáng chịu. Thế người đó là đâu có biết tu hành gì. Cho nên nhiều lúc thầy nói đùa mà nói thật. Tức là những người tới chùa, những người mà Phật tử mà không có hiểu đạo đó, tới chùa đó chỉ lo, tới chùa đó giờ tụng kinh xong ăn xong cái chạy mất tiêu. Đến giờ nghe pháp không vô nghe. Đâu cần muốn nghe pháp nghe phiền quá, nghe thầy cũng bắt phải dẹp ngã đi. Tới khổ quá, thôi cứ tới chùa ăn xong cái chạy mất tiêu. Cho nên nhiều khi nhiều chùa đó là muốn giữ chân Phật tử, có biết không? Cho nên là cho thầy thuyết pháp buổi sáng, bắt nghe pháp đó rồi mới cho ăn. Còn nếu mà để cho họ ăn trước là họ ăn xong cái chạy mất tiêu, đi, no bụng rồi đi, đến giờ nghe pháp không nghe nữa. Đâu muốn nghe pháp đâu, chỉ muốn ăn thôi. Yeah. Không, thì quý vị ở đây quý vị giỏi quá rồi, nhưng mà những nơi chùa khác làm như vậy, cho nên có những chùa khác phải làm. Thì chúng ta hiểu ta pháp ấn rồi, chúng ta làm gì là sao, làm gì với cái cuộc sống hàng ngày của mình, với cái daily life của mình. Thì mình hiểu vô thường rồi, cái người mà hiểu vô thường rồi đó thì người đó tự động bớt tham, bớt bám víu vào cái thân này, bớt bám víu vào tiền của, tài sản của mình. Cho nên nhờ bớt bám víu vào như vậy thì người đó mới dễ cho ra, mới dễ bố thí, làm phước, cúng dường cho ra được. Còn nếu không hiểu vô thường, nghĩ ô tiền này tiền của mình, lấy khi chết thì chắc con cháu mình nó đốt, nó gửi xuống địa ngục hay gửi lên trên thánh đàng cho mình xài tiếp. Chứ nó không có dám cho ra, quý vị hiểu. Cho nên người hiểu vô thường thì tự động cái cuộc sống người ta bớt tham, bớt bám víu vào tài sản và cái thân xác. Và cái người mà hiểu khổ, hiểu rõ khổ rồi đó, thì cái người đó sống làm sao? Cái cuộc sống thay đổi. Họ sống một cuộc sống chi túc thường lạc, tức là biết đủ và cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu không biết khổ đó, thì cứ chạy theo cuộc đời. Người ta có gì đó thì cũng muốn có cái đó. Người ta có một thì muốn có một, người ta có hai thì muốn có hai. Nhiều lúc mình muốn có nhiều hơn người ta, tại vì nghĩ những cái đồ vật bên ngoài nó đem lại cho mình hạnh phúc. Con người sống đó, chạy theo đồ đạc, tại sao? Chạy theo tất cả vật chất, vì nghĩ rằng vật chất nó đem lại cho mình sự hạnh phúc. Nhưng mà cái đó là một cái sự lầm lẫn. Cho nên khi hiểu được khổ rồi thì cuộc sống nó chi túc thường lạc, đi làm, kiếm tiền vừa đủ ăn. Một cái quan trọng sống cuộc đời này không phải để vơ vét tài sản vật chất, tại mình đi chết đâu có mang theo được, quý vị. Đúng vậy không? Chết quý vị có mang đồ đạc có xoàn đem vô hòm mình đâu. Đem vô hòm cũng được mà đốt nó thành xa lợi. Có việc đeo hộ xoàn mà thứ thiệt đấy nha, thứ giả nó chảy. Nhưng mà đeo thứ thiệt đó, đeo mà đeo tay không cho ai chết cũng phải vẫn đeo đó, thì đốt một hồi nó cục nó sẽ biến thành xa lợi, đẹp lắm. Cho nên hiểu khổ đó thì sống chi túc thường lạc và bớt ưa ghét người khác. Tại vì sao? Tại chúng ta đều sống trong cái biển khổ này. Rồi nếu mình hiểu vô ngã đó, thì sao? Không có gì là ta, là của ta hết, thì tự nhiên mình sẽ bớt bám víu vào danh lợi. Đó. Không phải cạnh tranh với người khác nữa. Không có phải ăn thua phải trái với người khác nữa. Người ta hơn thua mình, muốn hơn thôi, cho hơn đi. Hơn rồi ta về ta cũng ngon, mình cũng còn ngon luôn, tại mình đâu care đâu. Nhưng mà người nào mà care đó, tức đó, người nào mà bị thua cái tức đó, tức thì sao quý vị? Về ngủ cũng được. Đúng rồi. Đó. Cho nên mình xả bỏ hết. Mình thấy cuộc đời này nó không có gì là của mình. Người ta chửi cái tên đâu phải mình đâu.
Cái này là ta đặt vậy thôi. Cho nên mình mặc kệ, mình hỷ xả hết. Thì khi mà hiểu được tam pháp ấn này đó, hiểu được vô thường hoặc vô ngã, thì cái cuộc sống của mình phải có sự thay đổi. Thay đổi mình mới sống cuộc đời an vui hạnh phúc. Thí dụ những người tu cũng vậy, những người tu bám vào một ngôi chùa, bám vào Phật tử, bám vào cái gì đó, bất cứ người tu bám, mà ngay cả thầy sư không có chùa nữa, mấy ông thầy tu bám vào cái bình bát của mình nữa. Có hiểu không? Bình bát là phải bình bát là bằng sắt, là có người thì thích bình bát bằng đồng, thì bát bằng sành, là rồi y cũng vậy, phải bám vào cái y của mình, cái áo của mình phải thế này thế nọ mới hài lòng. Nhưng mà nếu không được như vậy đó thì mình đau khổ. Cho nên khi mà hiểu được vô ngã, ta pháp ấn này rồi đó, thì mình sống cuộc đời không có bám víu vào đâu đấy, sống cuộc đời rất là thanh thản nhẹ nhàng. Tới cõi đời này chỉ là cõi tạm thôi, có vị phù du rồi. Rồi thôi, chấm dứt ở đây để có ai có gì thắc mắc thì hỏi. Trước tiên con xin cảm ơn sư thầy ở chùa Linh Sơn. Cảm ơn thầy đã có buổi giảng rất là hữu ích. Vì tất cả mọi người đều ý thức được rằng sống ở Mỹ được gặp một vị thiền sư mới nghe giảng pháp là một điều vô cùng quý giá. Từ trước đến giờ con chỉ có ngồi trước laptop hay là dùng iPhone hay Zoom để nghe kinh pháp, nghe những bài pháp thoại, chứ chưa giờ được nghe trực tiếp như thế này, cho nên có cảm giác rất là quý giá và rất là tôn trọng những giây phút được nghe thầy giảng pháp. Thì con có một câu hỏi về con đường du học của con, hơi bối rối một chút là bởi vì là con tiếp xúc với Phật pháp thì khá là lâu, từ khi cách đây khoảng 4-5 năm. Thì ngay từ khi vào Phật pháp thì con được tiếp xúc với hai bộ môn, đó là bộ môn tịnh độ và Vipassana. Thì con đã dùng Vipassana để tập trung vào một pháp môn thôi. Nhưng mà không có niệm Phật nhiều, thì lúc thăng lúc trầm, lúc thì cảm thấy là rất là vui. Vì cảm giác như là mình không thể biết giận biết dỗ gì, nhưng mà cứ có một cái bài test nào đó là niềm sân hận tức tối nó lại bột phát lên một cách rất là dữ dội. Thế con bảo là ok, thế bây giờ mình có thể chuyển sang Vipassana. Nhưng mà khi chuyển sang Vipassana thì con gặp một rắc rối là cứ mỗi con ngồi thiền thì con lại niệm Phật. Và khi con ôm nếu mà niệm Phật quen như thế này, quen niệm Phật thì lại ngồi thiền, rất là bối rối với tình trạng như thế. Thì con biết là câu hỏi không có liên quan gì nhiều với bài giảng ngày hôm nay, nhưng mà đấy là cái động lực mà con đến buổi giảng ngày hôm nay, vì con rất là muốn học được một thiền sư để chỉ cho con đường du học. Cảm ơn thầy. Trước hết thầy cô gọi thầy là thiền sư đó, thì thầy đính chính là thầy không phải thiền sư, thầy là tu sư thôi, thầy tu thôi. Thầy không có nói thiền. Thời nay đó, đa số Phật tử thường phân vân thắc mắc giữa thiền và tịnh, phải vậy không? Có một số người chuyên tu theo tịnh độ thì ai chuyên tu theo một thứ thì không có thành vấn đề. Nhưng mà có những người hãy còn đi tầm đạo như cô này đó, tức là cô niệm Phật nhưng mà cảm thấy sao? Nãy nó con hiểu thời gian thì không tạo đấy là nó có thể đè nén được, nhưng mà không giải quyết được cái bất tịnh ngay trong tâm mình. Rồi, rồi, được rồi. Thì cô này cô nói đó là tịnh độ đó thì niệm Phật một thời gian thì cảm thấy là những cái phiền não này nó vẫn còn khởi lên không? Tức là những tức giận, buồn bực thì nó vẫn khởi lên. Tức là không có đè nó được. Nó vẫn khởi lên phải không? Thì xong sau đó là cô mới chuyển sang tu thiền Vipassana. Thì đến khi mà ngồi thiền á, thì lại tâm nó lại sinh ra niệm Phật. Dạ. Yeah. Phải vậy không? Dạ. Yeah. Thế giờ xin hỏi thầy làm cách nào không? Con cũng đang rất là bối rối, lựa chọn con đường tu hành để có thể yên tâm. Dạ. Yeah. Nói chung là ý của cô đây là cô muốn cho cái tâm nó lắng lại gì, nó bớt phiền não gì. Phải vậy không? Nhìn rõ của con đường, một cái phương pháp phù hợp với chính bản thân mình. Và phương pháp thì bây giờ thầy giới thiệu cô lên website của thầy tìm cái băng thầy giảng về tịnh độ, xong rồi thầy giảng về thiền, xong rồi thầy giảng một cái nữa là thiền tịnh song tu. Tại vì trước khi quý vị tu một pháp môn nào đó thì quý vị phải tìm hiểu cái pháp môn đó nó dạy cái gì. Còn thường thường là mình cứ nghe người ta nói tu niệm Phật thì niệm Phật về cực lạc,
rồi mình kia nói là tu thiền là vipassana thì chứng cái gì đó là mình cũng tu lung tung á, tại vì mình không có biết. Thường thường là quý vị, thường thường Phật tử là quý vị hay tu tắt. Tu tắt là sao? Tức là nghe thầy nào dạy thì tu đại cái đó liền, không có muốn chạy qua cái thời gian đi học. Khóa thiền 10 ngày là cô cũng nhào vô thiền liền. Khóa thiền 10 ngày của ngày quên ca, phải không? Ngày quên ca vô ngồi 10 ngày là vô ngồi liền. Xong sau đó là cô đâu biết cái giáo lý nó dạy cái gì. Cô có học qua kinh Tứ Niệm Xứ làm sao không? Rồi cô có hiểu thiền ngày quên ca khác cái thiền của mấy thầy khác làm sao? Quý vị không có hiểu cái đó. Cũng thiền Tứ Niệm Xứ mà mỗi thầy dạy khác nhau. Cho nên mình thường thường á, cái con đường chính thống á, là như quý thầy đó là phải học toàn bộ giáo lý của Phật. Xong sau đó rồi đó, giống như quý vị trước khi thành bác sĩ chuyên môn về mổ tim á, quý vị có phải học qua MD thường không? Bác sĩ thường không? Quý vị có học generalist không? Tức là bác sĩ tổng quát. Rồi sau đó quý vị mới chọn bộ môn. Còn giờ quý vị đó là quý vị nhào vô, quý vị thẳng, đi thẳng vô. Cái vấn đề đó là niệm Phật, đó, cái chính của niệm Phật đó là không phải là cốt. Niệm Phật, đó, cái pháp môn tịnh độ, đó, quý vị hiểu pháp môn tịnh độ là không phải để cho giải quyết vấn đề phiền não. Pháp môn niệm Phật đó là cái chính, cái đại ý chính của pháp môn niệm Phật là gì quý vị biết không? Ai nói chúng? Quý vị niệm pháp môn niệm Phật để làm gì? Tịnh tâm hả? Tịnh tâm chánh niệm. Không chúng hả? Giải thoát, gần chúng. Đúng rồi. Pháp môn niệm Phật đó, cái chính, cái mục tiêu chính của pháp môn niệm Phật là cầu vãng sinh tịnh độ, cầu về nước cực lạc của Phật A-di-đà. Cho nên những người mà tu thiền lấy cái Nam Mô A-di-đà Phật để làm cho tâm mình lắng á, là xài lộn pháp môn. Hiểu không? Tức là khi tâm mình đang loạn quá là dùng chữ Nam Mô A-di-đà Phật để đè cái tâm mình xuống á, là đi xài lộn pháp môn. Cái pháp môn người ta nó niệm Phật đó là để cốt để khi trước giờ lâm chung nó Phật A-di-đà tới để tiếp độ mình về cực lạc. Chứ không phải là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn để đưa người ta về cực lạc. Chứ không phải pháp môn để cho quý vị sống ở cõi này để giải quyết vấn đề. Đức Phật A-di-đà không có nói là niệm danh hiệu của ta thì quý vị sẽ hết tham sân si, quý vị sẽ giải quyết vấn đề vợ chồng con cái. Không có. Phật A-di-đà có nói vậy không quý vị? Quý vị về tìm kinh của Phật A-di-đà có nói vậy không? Chắc thầy phải giảng kinh A-di-đà lại cho quý vị. Đức Phật A-di-đà nói người nào mà tin ta, tin có Phật A-di-đà, tin có cực lạc mà nhất tâm niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho 7 ngày đó, nhất tâm bất loạn thì khi lâm mạng trung thời, tức là cái người đó đến cái giờ chết đó, thì ta và thánh chúng hiện đến trước mặt người đó, dẫn người đó về cực lạc. Quý vị có tụng kinh A-di-đà không? Có phải nói vậy không? Chứ Phật A-di-đà có nói ô ai tham sân si đang đánh lộn chửi lộn với lại chồng vợ nó niệm danh hiệu ta sẽ tới bóp cổ cái tên kia nó im luôn. Phật đâu nói vậy. Rồi Phật cũng đâu, Đức Phật A Di Đà cũng đâu nói ở ai niệm danh hiệu của ta mà hồi đó thì tự nhiên sẽ tâm hết tham sân si. Không có. Phật đâu có dạy như vậy. Cho nên những người không có hiểu tu tu tịnh độ cái okay, sao niệm Phật đã rồi sao vẫn còn tham sân si. Mình đã, Phật cái pháp môn nó không phải là pháp môn để giải quyết tham sân si quý vị. Tuy nhiên khi quý vị niệm Phật lâu ngày đó thì cái tâm đó, nhớ tới Phật đó, thì tâm nó lắng xuống. Giống mình đang sân với ai đó, quý vị đang cãi lộn với ai mà người yêu phone tới tự nhiên mình đổi giọng quý vị. Hello. Phải vậy không? Quý vị có nhớ không? Mình đang cãi lộn với bà con hàng xóm thì tự nhiên chồng hay vợ mình phone tới tự nhiên đổi giọng liền, mình switch sang cái level khác à. Phải vậy không quý vị? Thì cũng vậy. Thì quý vị cũng vậy đó. Thì quý vị đang tham sân si, quý vị niệm Phật ở Di Đà thì mình phải hướng tâm mình tới Phật, tự nhiên mình nhẹ đi. Mình đang sân người đó cái mình nhớ tới Phật thì mình nói, ồ Phật cũng đâu sân dữ vậy. Xong mình sân dữ vậy thì mình nhờ như vậy đó, từ từ đó thì mình được hưởng cái dư âm của Phật thì mình sẽ thay đổi cái tính tình thôi. Chứ cái pháp môn niệm Phật là pháp môn không phải để giải quyết vấn đề tham sân si của mình. Còn pháp môn thiền đó là cái thiền đó là mục đích làm gì? Để nhìn rõ cái tâm của mình, để sửa cái tâm của mình, để làm chủ cái tâm của mình. Cho nên bắt mình ngồi xuống để nhìn, quay trở lại nhìn cái tâm của mình. Và khi mình quay xuống nhìn cái tâm của mình á, thì mình phải tốn cái thời gian để mình nhìn nó, là mình dạy dỗ nó như dạy đứa con nít rồi đó. Cho nên người mà mới tu thiền luôn luôn gặp vấn đề khó khăn. Mình cái đó là thường, không có gì khó. Cái đó không phải gì mà gọi là như là trở ngại hết.
người nào tu thiền ban đầu vô cũng bị cái vọng tưởng. Cho nên phải cần cái dày công tu hành. Rồi, cho nên tùy cô, nếu mà cô muốn về cực lạc á, thì tiếp tục A-di-đà. Còn muốn giải quyết về tham sân si đó, thì trước hết đó, là phải học rõ về tam pháp ấn, biết tại sao mình tham sân si. Thường thường á, mình bị vấn đề gì đó là mình phải tìm hiểu nguyên nhân. Còn quý vị không muốn biết nguyên nhân, quý vị muốn ra uống thuốc mua liền. Tức là phải thuốc là bán trên, mua liền là bán trên, không cần giấy bác sĩ đó. Đó, ra mua liền là uống liền á, để cho hết liền. Nhưng mà mình phải biết là mình bị bệnh, mà tại sao mình bị bệnh như vậy, tại sao mình sân, tại sao mình si, tại sao mình buồn. Phải hiểu rõ nguyên nhân đó là mình mới trị nó. Chứ còn mình, đa số Phật tử đó là bị phiền não có pháp môn gì không? Pháp môn nào mà uống vô cái hết liền? Ủa sao uống mấy năm rồi chưa hết? Không phải. Tới nếu gặp thầy hỏi tại sao cô sân? Đó. Thầy cũng nói, ồ sân hả, sân niệm Phật đi. Thầy không có dạy như vậy. Sân á, là tại sao mình, thầy dạy theo tứ diệu đế, khổ. Kế tiếp là gì quý vị? Nguyên nhân của khổ, rồi mới cho thuốc. Mình không biết tại sao mình sân mình đâu uống thuốc được, đưa thuốc không chúng. Yeah. Rồi thôi giờ câu kế tiếp. Con có câu hỏi với thầy là, thưa thầy, nếu mà mình, con thấy là có nhiều người mà thiền không phải là do Đức Phật sáng tạo ra. Thiền có thể nhiều người tu yoga hay thiền ngoại đạo tu thiền. Thế một người người ta tu yoga, người ta cũng có thể đạt tới cái tình trạng vô ngã để mà giải thoát này. Chứ không, thế thì đạo Phật đến cứu cánh là Đức Phật bảo mình là bắt lò vòng từ luân hồi sanh tử thì mình phải được giải thoát, nhưng mà giải thoát đã đủ chưa? Hay là mình phải làm sao để đi đúng con đường Phật mà mình không là đi con đường ngoài này? Ví dụ như là bây giờ mình nói là mình giải thoát, thì trên trong kinh của Nguyên Thủy thì chứng vô ngã rất là rõ ràng. Kinh Đại Thừa không nưa nhiều về tâm không với tánh không. Thì bây giờ cái chữ vô ngã, cái tự giải thoát trong Đại Thừa là mình phải đạt tới xứng tánh tác Phật sự, thì phải tới tánh. Thì cái tánh, có nghĩ là giải thoát chỉ là tâm thôi, còn đến tánh mình. Thì bây giờ mình, nếu mình chỉ đi giải thoát không á, thì mình chưa đi hết đường con đường Phật. Và thứ nhận điều thứ hai nữa, con xin hỏi một câu nữa. Để con về lại đề tài Hoan Gia. Hoan, cô hỏi nhiều quá, thầy tí nữa thầy loạn sang hầu không nhớ câu nào hết. Hỏi một câu thôi. Quý vị có hiểu câu đầu cô hỏi là gì không? Dạ, cô muốn hỏi thầy đó là có những người yoga họ cũng tu, họ cũng giải thoát phải không? Vậy thì phải vậy không? Có giải thoát được không? Dạ. Thường thầy... Trước hết đó là thầy không có tu theo yoga cho nên thầy không có biết. Đó là một. Họ giải thoát được hay không thầy cũng không biết nữa. Yeah. Nhưng mà theo Đức Phật đó thì hồi xưa đó, Ngài cũng tu với bên Ấn Độ giáo, thì Ngài thấy rằng họ không có đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Cho nên Ngài mới tách ra, Ngài đi tìm đạo riêng lấy mình. Cho nên nếu mà quý vị có duyên tu với đạo Phật đó, thì mình tu đạo Phật. Mình tu đạo Phật mà mình ngó sang yoga tu sao thì nó sẽ phân tâm. Cho nên thầy nói cô là đừng có để ý bên yoga người ta làm gì, là một. Kế tiếp cô hỏi đó là vô ngã rồi cô chạy sang cái mà giải thoát rồi gì xứng tánh tác Phật sự gì. Rắc rối quá. Thì ở đây chắc là ý cô muốn nói là chứng A-la-hán là chưa có đủ phải không? Phải vậy không? Chứng A-la-hán là như là mình đạt được trong tình trạng Đại Thừa là tâm không, hay là ngang với lại tâm không? Ok, thôi giờ dạ, cô hỏi rõ về thì chạy trả lời. Cô hơi bị confused, mắc kẹt giữa giáo lý của Nam Tông với lại Đại Thừa. Chứng cái vị chứng A-la-hán là những vị đã diệt trừ hết tất cả phiền não và họ chứng được vô ngã. Tức là họ đối với vị A-la-hán họ không còn thấy là mình nữa. Không còn chấp cái thân này là mình nữa. Đó. Không thấy cái thân này là mình, cho nên khi mà họ giải thoát, họ không còn trở lại cái thân này nữa. Họ đi luôn nhập Niết Bàn luôn. Còn cái chuyện cô nói tâm không á, cái giáo lý của tâm không là giáo lý của Đại Thừa.
đó. Giờ là giáo lý của đại thừa thì giáo lý của nguyên thủy năm tông đó chỉ nhằm cái vấn đề rất là rõ ràng, chúng ta tái sinh luân hồi sinh tử vì tham sân si, muốn hết tái sinh luân sinh tử luân hồi thì dẹp trừ tham sân si, muốn dẹp trừ tham sân si đó thì phải dẹp trừ cái ngã. Nó clear chưa? Chúng ta trôi tới trôi lui trong sinh tử luân hồi vì tham sân si, vì chấp ngã cho nên mới sinh ra tham sân si. Bây giờ không muốn trở lại cõi này nữa, muốn chấm dứt sinh tử luân hồi thì phải dẹp cái ngã, dẹp cái ngã thì không còn tham sân si, không còn tham sân si thì không còn tạo nghiệp, thì không còn trở lại luân hồi nữa. Có vậy thôi. Còn bây giờ nó đi sang đại thừa đó, thì nó sinh ra cái khác. Có thể cô chưa có được rõ cái đó. Đại thừa nó mới nói rằng đó, một vị A-la-hán đó, chứng được, nó chia ra không có nói tâm không và pháp không. Tức vị A-la-hán đó, chỉ chứng được ngã không thôi. Tức là vị đó nó chỉ hiểu được, chứng được cái ngã này, cái thân này không phải là mình. Đối với vị A-la-hán không còn chấp ngã nữa. Nhưng các ngài chưa chứng được cái gọi là pháp không. Pháp không là gì? Tức là tất cả cái thế giới vũ trụ này đều là không hết, tức là không có thật. Còn vị A-la-hán vẫn thấy thế giới này là có thật, cho nên các ngài không muốn trở lại cõi này nữa vì chấp cõi này có thật. Còn hàng Bồ-Tát thì không những thấy đây là không có thật, cái ta này không phải là có thật, mà ngay cả thế giới này cũng không thật luôn. Cho nên đối với ngài đó, đi tới lui cõi này đó như đi chợ vậy đó, no big deal. Có hiểu không? Còn đối với ngài A-la-hán đó, thì thấy cõi này là very big deal. Tức là về đây là khổ, cho nên không muốn trở lại nữa. Cho nên các ngài cho là đây là khổ, tức là đối với đại thừa thì thấy là các ngài còn chấp pháp. Pháp là gì? Thấy pháp có sướng có khổ. Còn bên đại thừa đó thì Bồ Tát là không thấy sướng khổ nữa, tất cả đều là như huyễn mộng. Cho nên vì thấy được như vậy, cho nên các ngài mới có thể vào ra sinh tử, tái sinh tới, tái sinh lui để độ sinh. Trở lại độ sinh mà thấy chúng sinh độ nó, nhưng mà nó cũng là huyễn luôn. Trên độ chúng sinh mà không thấy ai được độ cả. Mình cũng không có thiệt, chúng sinh không có thiệt. Đó là giáo lý của Kim Kim Cang. Tức là độ chúng sinh mà không thấy ai được độ hết. Bố thí mà không thấy ai là kẻ bố thí. Cô hiểu không? Cái đó là pháp không. Trong giáo lý đại thừa với tiểu thừa chia ra ngã không và pháp không, chứ không có tâm không. Tâm không nó thuộc về thiền tông, là tu và giữ cho cái tâm không. Có vậy. Đó. Thế thầy, con trở lại con hỏi thăm thầy về về quan gia. Thế bây giờ cái người á mà mình á, từ khi mình đi làm phước đức, mình đi làm từ thiện, mình cứu trẻ mồ côi, mình xây chùa, mình làm tất cả mọi việc, mình nghĩ là mình tu tập phước đức. Nhưng mà theo như cái có khi là mình ngỡ đó là mình đi trả nợ không thầy? Giống như con mẹ mình vui lắm, mẹ mình nuôi nó, nhưng khi mình coi kỹ con là nợ, vợ là oan gia. Thì khi như vậy thì con khi mà mình tự nhiên mình phát tâm từ bi, mình đi đi làm việc thiện nguyện, mình xây trời ở mồ côi hay nuôi hay là nghèo chẳng hạn, khi mình làm như thế mình nghĩ là mình làm phước. Mà có khi nào theo như cái luật oan gia đó là mình đi trả nợ cho những người mà vô hình mình đã nợ trong quá khứ, giữa cái phước với cái nợ nó làm sao mình biết được khi là đó là ân gia hay oan gia? Đúng. Dạ, cô này cô hỏi là khi mình trả nợ thì mình làm sao mình biết được là mình trả nợ hay mình làm phước? Dạ. Thì quý vị chưa nghe băng oan gia của thầy phải không? Chưa nghe băng oan gia của thầy thì thầy khỏi trả lời. Trả lời cho cô này thôi. Thật ra hôm qua thầy đã trả lời rồi, chắc cô chưa có rõ lại. Bây giờ đó, thầy lấy thí dụ rõ là oan gia là khác. Oan gia là cái người đó đó, mình mắc nợ người ta và người ta tới người ta đòi nợ tình, đòi nợ tiền, đòi nợ bằng cách mình không trả người ta không tha. Có vậy thôi. Còn bây giờ đi làm phước thì quý vị, giờ quý vị phát tâm đi làm phước thì cái người đó người ta không có đòi quý vị. Người ta nói bây giờ quý vị đi ra làm phước, quý vị tới cái hội từ thiện nào đó, quý vị cho 1.000, 2.000, hoặc là quý vị không có tiền, quý vị tới quý vị quét chùa cho người ta. Đó là làm công không. Quý vị làm xong quý vị không thích nữa, quý vị đi. Rồi họ không chạy theo nên níu lại nữa, ê, làm ơn quét. Dù quét chưa xong thì sao bỏ đi. Họ không có nói vậy.
Thì cái vấn đề đó quý vị phải phân biệt rõ, cô chưa có rõ giữa oan gia với lại cái người từ thiện. Thầy lấy lại cái thí dụ người vợ người chồng mình đi đâu đó, hôm nay tới chùa nè, tới nghe đang đã ông cho phép mình tới 4 giờ chiều mình phải về, mình về 5 giờ chiều về, cái ông đứng ngoài cửa ông cầm chổi lông gà đứng chờ rồi, thì cái đó rõ ràng là oan gia rồi quý vị, rõ không? Cái đó rõ chưa? Ông chỗ đâu cho phép đâu. Còn bây giờ đó, giờ mình tới mình làm phước thiện, mình tới cái chỗ nào đó mình bố thí đi, tới đó cho con nít ăn uống đi, thì đó cái gọi là volunteer, mình tới mình cúng dường, mình cho người ta ăn múc đó. Hôm nào mình bận mình không tới được, nó phone tới nói hôm nay tôi bận tôi tới không được, thì người ta đi tìm người khác, người ta không có tới, người ta kiếm chuyện mình, người ta chửi mắng mình tại sao hôm nay không tới, thì cái đó người ta không phải là oan gia của mình, cái đó tự mình phát tâm thôi. Mà nếu mà cô không, ngày hôm đó cô không tới được á, rồi cô cảm thấy mặc cảm tội lỗi đó, cái đó là vấn đề của cô, cái đó là do own business, là cô hay có cái mặc cảm tội lỗi, tức là không có yên tâm, mình hứa người ta như vậy mình không làm, thì đó là vấn đề của cô thôi, chứ người ta không phải là oan gia của cô, chính cô tạo cái sự dính mắc của cô với người ta thôi. Cô hiểu không? Thầy nói vậy cô hiểu không? Giống như cô phát tâm cô xây một cái từ thiện gì đó, cô tới phục dịch như Mother Teresa đó, có biết mẹ Teresa, bà lo cho người, nhưng bà đâu có mắc nợ đâu, tại bà muốn làm cái đó, ngày nào không muốn làm thì mình stop, không ai cấm mình hết, không ai đòi mình hết, cái đó là tự mình phát tâm, mình phát tâm mức nào mình không đủ phát tâm nữa thì thôi mình ngừng. Giống như quý vị phát tâm cúng dường ở chùa 100.000 đô phát tâm, nhưng mà nếu mà quý vị hứa với chùa 100.000 đô đó, mà quý vị mới có cúng cho chùa 80.000 đô thôi đó, còn thiếu 20, còn thiếu 20, thì đó vì nghe chữ thiếu chưa, quý vị còn thiếu nợ 20, nợ là oan gia đó, thì quý vị chạy đâu chạy, quý vị phải làm sao đó, phải đưa tiếp 20 thì quý vị hết cái đó. Còn bây giờ quý vị không hứa gì hết, tôi tùy hỷ, cho nên cái vấn đề quý vị thấy tùy hỷ cúng dường là vậy đó, cho nên không ai mà attach với ai hết đó, không ai mắc nợ ai hết đó, quý vị tùy hỷ, tùy cái mình muốn vui thì mình cúng dường, không vui thì thôi. Có nhầm quý vị hứa là đặt bút xuống, hứa là tôi hứa cúng dường 200 ngàn mà đưa 199 ngàn, thiếu 1 ngàn vẫn không được nữa. Mấy ông hội trưởng ở đây có thể tới gõ cửa nói chị chưa đưa thôi, thì còn thiếu 1 ngàn, chưa đưa hết, ta có quyền, quý vị hiểu không? Cho nên cô cẩn thận, oan gia là gì? Là người đó mình chạy trốn không được, còn cái người không phải oan gia mình nó tùy ý mình thôi, còn nếu mình không tới người ta không đói, nhưng mà tại vì mình, tại cô hay có cái mặc cảm tội lỗi là cái mặc cảm không yên tâm, mình lỡ hứa hay là mình đã tự hứa tự nhủ có vậy thôi. Cho nên có nhiều người đó, có nhiều người hứa đi vượt biên rồi đi ra, đi được vượt biên rồi con hứa sẽ cạo đầu ăn chay 1 tháng, ví dụ vậy, đến khi vượt biên xong rồi ra đây rồi không chịu cạo đầu mà ăn chay thành 1 tháng, ăn có 10 ngày thôi thì sao quý vị? Trong tâm nó làm gì? Thiếu nợ. Cho nên cái chính cái thiếu nợ đó nó bắt mình phải trong lòng. Thật ra chùa không ai ai bắt quý vị tới ăn chay 20 ngày, ba chùa không khe cái vật đó, nó tự mình phát nguyện, cho nên tự mình gieo cái đó ra, mình biến thành, mình buộc mình vô cái đó thôi, có vậy thôi. Cho nên cái vấn đề của cô đó là cô nhìn lại coi, nhìn như thầy nói rất là đơn giản, oan gia không trả là không tha. Còn người kia ông ta không làm gì, tự nhiên mình nó ở tôi xin hứa chị vậy, ông ta không đòi đó, thì mình hứa người ta là tự nhiên là cô phải mắc kẹt cái lời hứa của cô vậy thôi. Thầy nói về cái hiểu oan gia khác nhau với lại cái thiện nghiện chưa, không biết cá nhân cô đó cô có hiểu chưa. Thầy, con nhiều khi con lại nghĩ là nhiều khi cái nghiệp lực vô hình của mình từ một kiếp nào đó mình phải trả cái nợ nó nhẹ mà, thì nghiệp lực vô hình là cái gì, là cái lời nguyện của cô. Cô hứa với người ta cô làm gì đó chứ người ta đâu có, đó là vô hình đó. Giống như thầy nói cô hứa cô ăn chay 30 ngày mà cô mới ăn chay có 10 ngày thôi, tức là cô còn thiếu gì? 20 ngày, thì cái 20 ngày đó nó sẽ không tha cô, mà chùa đâu có bắt cô, đâu có ông hội trưởng đâu có telephone nói chị ăn chay 20 ngày chưa? Ông đâu có nói gì cô đâu, cái đó là lời nguyện đó, nó bắt cô đó. Cô hiểu cái lời nguyện vô hình đó, đó là cái nghiệp lực vô hình đó. Đó là chính là cái nguyện lực vô hình, lời nguyện vô hình, nhưng mà không phải là oan gia. Họ không phải oan gia chùa, xin lỗi chùa không phải oan gia quý vị. Nói quý vị muốn hứa gì, quý vị hứa là chùa không bao giờ tới, mà gửi phái mấy ông này tới gõ cửa nói hey,
Không biết ăn chay chưa nha. Không có. Dạ. Thôi. Con cho cô câu chốt. Con chỉ muốn hỏi là thầy nói rằng hứa mà không làm được thì mình có phải chịu cái nghiệp đó không ạ? Nếu hứa mà không làm á, thì đó mình mắc kẹt cái lời hứa. Tức là mình phải thực hành cái lời hứa đó. Đúng rồi. Ví dụ như mình hứa mình tạo tượng Phật chẳng hạn, mà bây giờ mình không làm được là mình phải có lỗi phải không ạ? Bây giờ mình phải làm phải không ạ? Nếu mình có thể, nếu mà hứa một cái tạo tượng Phật mà bây giờ đó mà mình chỉ có thể chuyển cái lời hứa nó sang cái chuyện khác thôi. Tức là giờ mình hứa mình tạo tượng Phật. Tức là mình hứa dành một cái gì đó, cái khoản nó cho tượng Phật. Bây giờ mình không muốn tạo tượng Phật nữa. Hoặc là cái chùa đó người ta bỏ đi. Nếu cái chùa đó người ta bỏ đi thì thôi, còn mình coi như là mình tự nó mình chấm dứt. Nhưng mà cái chùa đó nó vẫn còn tạo tượng Phật. Và mình không muốn tạo tượng Phật nữa thì mình vẫn phải chi ra cái số mà tạo tượng Phật đó làm chuyện khác. Dạ. Tại nếu không á là mình vẫn còn mắc kẹt. Tức là bây giờ thôi, giờ nói chùa, nói với thầy là con muốn lần trước con hứa thầy tạo tượng Phật, là cái tượng Phật nó chừng 20.000 đô đi. Nhưng mà vậy con thấy chùa giờ nhiều quá, chùa có 500 cái tượng rồi. Thì con không muốn tạo tượng Phật nữa, con đổi ý. Nhưng cái lời hứa cô đổi ý thôi, nhưng mà cái budget mà đưa ra đó, nó cô phải chi ra đúng ngang cái đó. Thôi giờ con cũng cúng dường 20.000 để thầy làm chuyện khác. Thầy xây hồ bán nguyệt hay là xây tượng cái gì hay làm cái gì khác để mà bù vào cái đó. Tức là mình vẫn giữ lời hứa, phải hứa cái gì, tức là mình commit để làm cái gì đó. Mình không làm cái này phải làm cái khác. Để thay thế vào. Rồi thôi, mời quý vị về hứa.